chào Minh Hằng. Hello. Cảm ơn Minh Hằng đã đến với Bar Story. Hi. Bây giờ là Bar Story chuẩn bị phục vụ món gì đây? Rất là nhiều món đặc biệt. Sẽ có bất ngờ nữa. Minh Hằng có sẵn sàng cho bất kỳ bất ngờ nào? Yeah, chắc chắn là Minh Hằng rất là sẵn sàng rồi. Rút đồ chơi ra chơi hết mình nha. Rút đồ chơi đó. Ừ. Lần này là mình đang có mặt ở Petit Sài Gòn, là một cái nhà hàng fine dining theo phong cách Pháp, Địa Trung Hải. Họ đã mở cửa ở Việt Nam ở 52 Ngô Quang Huy, Thảo Điền từ tháng 11 đến bây giờ. Thì đây là một cái điểm mà nếu mà mình thích đồ ăn Pháp, Địa Trung Hải, những phần trình diễn rất là nóng bỏng kiểu cabaret. Thì mình tới đây hôm nay. Ở đây là một cái vị trí rất là gần nhà của Hằng, nên là chắc chắn là Hằng sẽ đến thường xuyên, rất là tiện. Yes. Mà ở đây Hằng nghĩ là không gian rất là thoáng, rồi mình có thể tiếp khách, rồi ăn uống với bạn bè, yes, rồi có thể chill tại đây nữa. Lát nữa thì Dustin sẽ có một món cocktail được làm từ những cái nguyên liệu rất đặc biệt của Andros Asia. Andros Asia là gì thì mình sẽ tìm hiểu cùng với lại anh CEO của Andros, anh Valentin. Hi Dustin, hi beautiful Minh Hằng. Thank you. Nice so to much. Meet you. Anh Valentin là CEO của Andros Asia. Andros là một cái thương hiệu đến từ Pháp, chuyên cung cấp những cái nguyên liệu làm thức uống, đồ ăn, dùng làm bánh, cocktails bằng trái cây thật 100%. Chắc là mình cho Minh Hằng là thử nguyên liệu của Andros. Đoán thử xem là trong đó có những trái cây gì. Chắc ở giữa là thơm. Không phải. Thử lại lần đào. Không phải, thử chắc thử. Nhắm mắt lại là mình cảm nhận. Đúng rồi. Có hai nguyên liệu nha. Sật rất là ngon. Cái này là bông hoa cúc. Lê hoa cúc. Wow. Áp lực quá, bây giờ mình thử cái đầu tiên sai rồi. Mình gửi chắc mấy cái kia nó cũng sai luôn. Cái này thử lại đi, nó dễ. Cái này nó sệt. Giống cà chua quá. Giống cà chua. Ngọt hơn cả cà chua. À, dâu. Đúng rồi. Đây là cái strawberry puree. Đúng rồi, là xích cây xe nhuyễn đông lạnh. Tiếp theo nha. Này cũng màu y chang trong cái này. Cái này rất là dễ, là chắc là Minh Hằng cũng ăn thường xuyên. Cái xích cây này. Ổi. Ổi quá vậy. Đúng rồi. Hay quá. Hằng rất là thích ăn ổi và uống ổi. Tại vì ổi là một trong những cái thứ trái cây là có nhiều vitamin nhất. Mình dùng nguyên liệu trồng từ Việt Nam hết. Đúng rồi. Sản phẩm của Andros là mình mua nhiều nguyên liệu có farmers có Việt Nam, mình có hợp tác luôn. Farmers. Là những người nông dân. Nông dân, trang trại của nông dân của Việt Nam. Yes. Cảm ơn Dustin. Thank you so much. Thank you anh nhiều nha. Ok. Yes, bây giờ Dustin sẽ làm một món nước để mà mình thấm giọng đã. Món nước này chưa có tên và được làm từ anh bartender là Sơn. Đầu tiên là mình sẽ lấy 50ml gin. Mình dùng một loại gin bất kỳ mà mình thích. Ôi, cũng dịu nhẹ đó. Cũng được, cũng dịu. Sau đó thì mình lấy 25ml nước chanh. Ủa? Sau đó thì mình sẽ dùng cái ổi hồng này của Andros Chunky. Thì cái loại Chunky này á là nó có miếng trái cây ở trong đó luôn mà mình ăn. Thì mình sẽ cho khoảng chừng 35ml. Tiếp theo là mình sẽ có hai cái nguyên liệu rất là đặc biệt. Tiêu đen và lá basil. Ê, có tiêu đó hả? Tiêu có một chút vào thôi. Really? Yeah. Và tiêu hồng nữa. Khúc này là nghệ nhất nè. Biết tại sao mình phải lắc lên lắc xuống gì không? Để cho tất cả đá nó tan va vào hết thành đều. Thật ra nếu mà sắc cái này cũng cần có kỹ thuật đúng không? Có một chút cầm từ ngoài. Chứ không phải là mình mắt thì sao mình lắc không? Mình lắc sao lắc là bung hết luôn. Mình phải bỏ thêm đá à. Sau đó mình sẽ trang trí bằng một lá chanh kaffir, chanh Thái và một vài tiêu hồng. Những cái tiêu hồng này nhìn giống như hoa anh đào vậy đó. Xong rồi có cái lá màu xanh ở trên đây nữa, nó nhìn rất là giống như mùa xuân. Thử xem nha. Và vị của nó là mùa xuân hay mùa hè hay là mùa đông. Chua chua. Lúc mà đi trong vào cổ họng rồi á
thì lại có một cái mùi gì đó hơi hăng hăng. Cây của tiêu và tiêu, tiêu hồng, tiêu đen. Dạ. Nhớ không? Và chính lá basil. Cái mùi hăng nó lại ngon. Lá basil hồi nãy là nó tạo một chút mùi, tại vì lá basil khô á, cái mùi của nó sẽ rất là mạnh. Lá tươi nó sẽ không bằng. Và khi hửi vào thì nghe mùi mùi ổi. Đúng, ổi hồng. Nhìn có vẻ ngoài rất ngọt ngào. Nhưng bên trong thì rất là mạnh mẽ. Là mạnh mẽ, có một chút hung hăng. Hung hăng á? Sao nghe thấy ghê quá vậy? Không phải, tại là từ hăng của tiêu có một chút cây. Có trải đời á. Vậy là nó không còn mùa xuân nữa, mà nó qua mùa hè rồi. Qua mùa hè đó. Đúng không? Thật sự đây là mùa hè. Đây là mùa hè đó. Bình hằng rất là ngọt ngào, rất là đáng yêu, không có quá nổi loạn. Thì cái đó là do mình tự tạo dựng một hình ảnh như thế hay là mình thật sự là như vậy? Cái đó là nó cũng đúng, nhưng mà là trước kia thôi. Chứ còn bây giờ thì mình đã có sự trải nghiệm của cuộc sống rồi á, thì mình cũng bớt đi rất là nhiều cái phần sự ngọt ngào. Mặc dù là ngọt ngào là không xấu, nhưng mà mình đã không còn cái sự ngọt ngào đó của những cái tuổi trẻ lúc mà mới lớn nữa. Nhưng mà thêm vào đó là có thêm một chút tiêu, có thêm một chút lá chanh, nó cũng chanh chua hơn một chút. Có chanh chua. Nó cũng có đậm đà và nó có độ hăng hơn. Nhưng mà Hằng vẫn thích nó như vậy hơn. Hằng thích mình là một con gái của mùa hè hơn, của hiện tại như bây giờ hơn. Mình làm ca sĩ lần đầu tiên đúng không? Dạ, lúc đầu là mình muốn làm ca sĩ lần đầu tiên. Nhưng mà cái con đường ca sĩ thì nó lại không dễ dàng lắm. Tự nhiên cái con đường trở thành một diễn viên nó lại rộng mở ra với mình. Và mình cứ đi theo từng bước, nó cứ mở ra cho mình thêm một cái cơ hội, mở ra cho mình cơ hội. Và khi mình thành công ở con đường là diễn viên thì mình không bác lại cái con đường làm ca sĩ của mình. Và nó lại thuận lợi hơn rất là nhiều. Hằng tưởng tượng ở cuối cái con đường xa xa kia kìa, đó là Minh Hằng của công việc gì? Hằng vẫn luôn tự hỏi rất là nhiều câu hỏi đặt cho bản thân mình. Thì 2 năm sau Hằng sẽ là ai? 5 năm sau Minh Hằng sẽ làm được những gì? Mình sẽ có thể tiến được bao xa trong ngành nghề của mình? Hay là mình sẽ là một Minh Hằng của kinh doanh? Mọi người biết là Hằng đầu tư phim. Nhưng mà Hằng không có nói rộng rãi ra. Và tại sao mình đầu tư phim? Vì đó là một con đường mình cảm thấy là mình rất là yêu. Bản thân mình là mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ trở thành một diễn viên. Mà chính cái ngành nghề này nó đã chọn mình. Mình rất là tự tin cái con đường này mình đã đi như thế nào. Mình đã hiểu nó ra sao. Và nó tạo dựng được cho mình một cái sự nghiệp. Và mình đã có thể sống được với nó. Và cuối cùng là Hằng muốn quay lại cái con đường đó. Để mà mình có thể đầu tư, mình có thể tạo dựng nó một cái sự nghiệp. Dustin hiểu. Chính bản thân Dustin cũng không có chọn cái nghề này, mà cái nghề này nó chọn mình. Cái công việc thứ hai đó là công việc mà mọi người ai cũng có thể làm được, đó là kinh doanh bất động sản. Kinh doanh bất động sản quá. Ủa sao vậy? Cũng to lớn hoành tráng mà. Cũng không to lớn hoành tráng thôi, thật ra là vì bản thân mình sinh ra là người không phải là được là công chúa, được gia đình bảo bọc, cái gì mình cũng phải tự tìm rất là nhiều và mình hiểu được cái giá trị của đồng tiền ra sao. Nên là khi mà mình có những cái món tiền đầu tiên, việc đầu tiên là mình sẽ nghĩ là mình sẽ làm gì để nó có thể sinh lợi, để mình có thể tiếp tục nuôi được cái con đường nghề nghiệp của mình. Tại vì nghệ sĩ thì mọi người biết rồi, có thể là trong năm nay tôi kiếm được rất là nhiều tiền, nhưng mà tôi không biết được trong năm sau là tôi có thể ký được bao nhiêu cái hợp đồng quảng cáo, hoặc là có thể là sẽ không có cái nào cả. Và mình cảm nhận mình là người khá là may mắn khi trong khoảng thời gian vừa qua thì mình cũng làm việc được rất là nhiều nhãn hàng, nhưng đâu biết được là sẽ như thế nào. Nên là mình cũng phải luôn biết tìm cái nguồn tiền để tái đầu tư cho công việc của mình. Đồng ý. Nói đến chuyện rất là nhiều nhãn hàng thì mọi người gán cho Hằng một cái biệt danh là nữ hoàng quảng cáo. Hạnh thích nhất được gọi là một cái danh xưng như thế nào hiện tại? Vì mình có quá là nhiều công việc, đúng không? Bây giờ mình để hết tất cả danh xưng vô thì nó sẽ dài lắm, giới thiệu dài lắm. Minh Hằng ca sĩ Minh Hằng. Và cuối cùng là tóm gọn lại vẫn là một cái tên Minh Hằng, mà nó bao hàm rất là nhiều cái nỗ lực ở trong đó. Tại vì mình hiểu được rằng là chỉ có cái tên của mình á, mình mới yêu thương nó, mình gìn giữ nó, mình cố gắng mình bảo tồn nó hết lâu hết nhất có thể. Hồi xưa nó có một cái câu: nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Làm nghề nào mình làm cho ra một nghề. Đúng rồi. Đó là ông bà ta nói ngày xưa. Nhưng mà liệu cái câu đó bây giờ theo Hằng nó có phù hợp với cái bối cảnh hiện tại, khi mà ai cũng có thể làm được nhiều việc và nên làm nhiều việc một lúc? Ông bà xưa nói ra những cái câu nào thì cũng phải có lý do. Nhưng mà mỗi một thời đại nó sẽ có những cái sự thay đổi khác nhau. Mà nếu chúng ta cứ giữ mãi tất cả những cái gì của ngày xưa mà mình không tiệm cận được với thế giới thì chắc chắn mình sẽ đi lùi lại. Đương nhiên mình sẽ có một ngành nghề mà mình sẽ cảm thấy là đó là cái sở trường của mình để mình có thể phát huy. Giống như Hằng, khi mà Hằng cầm kịch bản trên tay thì Hằng biết đó là con đường của mình đi, mình phải làm những gì trên cái kịch bản đó. Nhưng sẽ có những con đường mà mình cảm thấy mình phải đi ra sao, mình phải đi như thế nào. Nhưng mà nó vô hình chung nó tạo cho mình có sự hứng thú, luôn muốn mình phải học hỏi nhiều hơn. Và Hằng nghĩ cái điều đó, cái động lực đó nó giúp cho mình có thể tiến xa hơn với cuộc sống. Tại vì một khi mà mình đã hài lòng quá rồi, mở mắt ra ok tôi có đầy đủ mọi thứ rồi, tôi
không quá nhiều tiền nhưng mà tôi cũng có đủ ăn, rồi tôi cũng có thể làm diễn viên, một năm tôi đóng một hai phim, rồi xong mà tôi có thể đi hát, thì như thế thì cuộc sống này của mình nó sẽ rất là chán. Vậy nếu mà câu đó đúng theo Minh Hằng, ông bà ta vẫn đúng, thì Nhất Nghệ Vinh của Minh Hằng là cái gì? Hằng là một người nghệ sĩ chân chính. Đồng ý. Dạ đúng không? Mình đừng có rạch ròi chuyện là MC hay là diễn viên hay là ca sĩ hay là producer. Tất cả mọi thứ đó gom chung lại là sáng tạo, là mang đến cái đẹp cho đời. Hay quá, câu hỏi vừa rồi mà trả lời được xuất sắc là hay lắm luôn á. Justin còn không biết mình sẽ trả lời câu đó như thế nào. Yeah. Câu đó là được dùng để đi hỏi hoa hậu đó. Yeah. Gần nhất là Hằng đã có một cái series web drama là Kẻ Săn Tinh. Kẻ Săn Tinh này á là một cái dự án mà cũng được đón nhận bởi công chúng, bởi truyền thông. Nhưng có vấn đề ở chỗ là khi tập 3 mình vừa mới bị phải gỡ bởi vì có những cái cảnh mà liên quan đến trẻ em. Và mặc dù phim của mình là có một cái thông điệp về bảo vệ trẻ em rất là nhiều, Hằng lựa chọn con đường một cái chủ đề qua thông điệp này nó vô cùng khó. Nhưng mà Hằng lại không muốn đi theo cái hướng giáo điều, cho rõ ràng là phim rất là hài hước và rất là dễ thương và rất là ngộ nghĩnh, mặc dù là mình áp vào những chủ đề nó rất là khó để truyền đạt. Và bản thân Hằng và đạo diễn và khi mà biên kịch ngồi xuống viết những cái cảnh nó có trẻ con á, thì làm sao mà mình casting được bố mẹ của những đứa trẻ đó, họ cho con mình đóng những cái cảnh mà bị người khác sờ mó, và mình phải thuyết phục ra làm sao, và mình quay những cảnh đó và làm sao mà những em bé đó nó hiểu. Nhỏ tuổi nhất là bao nhiêu Hằng? Nhỏ tuổi nhất là 7 tuổi. Hằng không dám lựa nhỏ hơn, tại vì Hằng nghĩ nhỏ hơn thì các bé nó không hiểu mình nói cái gì. Và Hằng nghĩ là lứa tuổi 7 tuổi mình có thể đi vào trường rồi, học lớp 1 rồi, thì mình được tiếp xúc với lại bạn bè, tiếp xúc với thầy cô và kể cả những cái bạn khác giới. Nên là ba mẹ và trường lớp cũng đang dạy cho các bé là sẽ biết là bảo vệ mình là giới tính như thế nào. Nhưng mà cái người nhỏ tuổi nhất thì Hằng cũng không có cho động chạm cơ thể nhiều, Hằng chỉ là lựa những cái bé mà lớn hơn 9 tuổi. Tại sao Hằng lại chọn chủ đề này? Nếu như mà Dustin để ý thì thấy là Hằng không phải là người hay nói nhiều ở trên Facebook. Yeah, Hằng chỉ luôn chia sẻ những cái đi chơi hay là cái gì đó, nhưng không có nghĩa là Hằng vô cảm với lại xã hội. Hằng chỉ là muốn khi mà mình nói lên thì nó phải có tác dụng gì, hoặc là nó có những cái thông điệp gì mà có thể ảnh hưởng đến xã hội, mà có thể giúp ích được. Thì Hằng làm bộ phim này ở một cái phía độ là rất là trung lập. Hằng cũng không có quá lên án những cái người mà đã gây những hành động xấu. Trước khi Hằng làm cái phim này, Hằng cũng đi gặp bác sĩ tâm lý rất là nhiều. Và việc đầu tiên khi mà Hằng gửi cái kịch bản của Hằng cho bác sĩ tâm lý đó, có hỏi là hồi xưa là Hằng có bị gì không? Đúng rồi, người ta sẽ nghĩ là mình có một cái ký ức không đẹp về điều đó. Và gia đình Hằng có hạnh phúc hay không? Cái nỗi ám ảnh đó tại sao nó có thể gieo dẫn Hằng tới bây giờ để Hằng làm nên chủ đề này? Thật ra nha, trẻ con mà lứa tuổi như Hằng mà con gái bị quấy rối là có. Nhưng mà người ta không biết là đó là quấy rối đúng không? Các bé chưa có không tại vì Hằng biết lúc đó là mình đã đi học và mình biết quấy rối có nghĩa là sao. Mình đang đạp xe ở trên đường về nhà thì có những người mà họ không mặc đồ, cái họ cởi, họ banh phật ra một cái, đó cũng gọi là quấy rối rồi. Xong Hằng nhớ là có cái ngày mình, tại vì mình trẻ con mà mình chưa ở trong nhà, thì mình nhớ là họ có đứng trước cửa nhà và họ làm những cái động tác mà chỉ có người lớn làm, đó là gọi là quấy rối. Có rất là nhiều trẻ con họ không biết đó là quấy rối, nhưng mà khi mà người lớn nói ra thì họ biết thì ra là mình đã bị quấy rối. Và có rất là nhiều lần bản thân Hằng là đã bị như thế, và hỏi ra hầu như là tất cả các bạn bè cùng lứa tuổi của mình đều bị như thế. Hằng nghe một câu nói của bác sĩ tâm lý nói là cuối cùng vẫn là tình yêu thương. Bố mẹ hãy giao cái việc mà dạy học cho con, cho trường, cho lớp. Cuối cùng đi về nhà là con ơi con hãy hạnh phúc, chứ đừng con ơi con hãy là học giỏi. Con ơi con hãy là bác sĩ, con ơi con hãy là ca sĩ, con ơi con hãy là một ai đó trong cái cuộc đời mà người ba mẹ đó họ không có làm được và họ muốn gửi gắm hết tất cả những cái điều đó đến các con mình. Nhưng mà đôi khi con mình nó không thích làm điều đó và nó không có bị một cái rào cản nào hết, là mình sẽ phải làm hài lòng bố mẹ của mình. Hằng nào đó có phải làm hài lòng bố mẹ của mình? Hằng không có hài lòng bố mẹ, tại vì gia đình là bị biến cố từ bé. Gia đình của Hằng là trục trặc rất là nhiều, bố mẹ thì cũng ly dị, rồi cũng có những cái hành động nói chung là cũng có fighting một tí xíu, và Hằng là người chứng kiến điều đó. Nhưng mà nó không ảnh hưởng về cái sự phát triển của Hằng. Có thể là Hằng là người khá tích cực, hay là có nghĩa là mình bỏ mọi thứ qua một bên và mình sống, cũng có thể là như vậy. Tại vì bản thân mình không phải là công chúa, mình hiểu được là tôi sinh ra tôi không phải là công chúa, mà tôi chỉ là một cô gái ở ngoài kia, một cô tắm một gì đó, mà tôi phải tự đứng một lên trên đôi chân của mình, hoặc là cám baby. Có một chút hăng hăng. Hình như đó xin nghe được mùi đồ ăn của Sếp Vương đang rất là đói nha. Xin chào Sếp Vương. Sếp Vương là người chiến thắng của cuộc thi Top Chef Việt Nam 2019. Wow. Mùa thứ 2. Sếp Vương thì có 10 năm kinh nghiệm trong nghề,
và có 7 năm làm việc tại nhà hàng theo phong cách Pháp là Le Corteau ở đường Nguyễn Siêu, và hiện tại cái nhà hàng này cũng là cùng một founder là nhà hàng Petit Sài Gòn. Thì hôm nay á, Vương đại diện cho nhà hàng để làm hai món ăn. Đây là đặc biệt là món ăn của Pháp kết hợp với lại những trái cây của Việt Nam, sốt của Việt Nam. Cái đầu tiên đó, cái salad củ dền nấu lại với cam, sau đó là sốt dâu kết hợp với lại là chút chanh. Cái thứ hai nữa là cái món ăn của Pháp, artichaut. Thứ hai là bò Úc. Và kết thịt, kết tiếp là một cái dòng là củ cải Việt Nam nấu với lại nước tương. Cái sốt đặc biệt ở đây đó là có là lời hoa cúc kết hợp là những dòng thịt nhẹ nhàng. Anh ơi, anh nói tới đâu là nước miếng của em nó bắt đầu nó chắc em lấy cái ly hứng thăm thế. Đầu tiên thì Đức Tin và Minh Hằng cứ thử cái salad trước. Dạ. Mời Minh Hằng. Ok, vừa sốt nhá, xong vừa rau nhá. Ok. Ngon quá. Ở đây cái sốt thì có cái vị chua nhẹ của từ dạ, dâu rồi. Và cái củ dền thì có ngọt, nó qua lăn lại để nó làm sau đó có một chút giòn, đó là cái hạt điều rất là thanh mát, rất healthy and balanced. Đúng rồi, thật sự là bình thường là em sẽ không có thích ăn cái củ dệt, nhưng mà ngày hôm nay ăn vào thì rất là ngon luôn, rất là ngon, nó rất là ngọt và nó không có bị hăng. Còn cái này thì mình có cần phải có con dao để cắt không anh? Không, vì mình đã cắt sẵn hết rồi, mình xói lên. Nhưng mà mình lấy một cái niêng miệng, cái nẻ này mình ăn nguyên một cái cục bò như vậy nó có thanh lịch không anh? Dạ thật ra là nếu như mà không có quay phim thì tụi em cũng một miếng là một hết được á. Nhưng mà tại vì có quay phim nên mình không có. Thì Vương sẽ làm một miếng thử một miếng. Làm sao anh demo cho em. Dạ đúng rồi, hơi to đó. Cái miếng mà mình ăn xong mình nghỉ nói luôn. Không, mình phải cảm nhận đúng không? Mời Hằng thử khi thế nào mà. Hơi to nhanh, to quá không anh? Chết rồi, đừng ai hỏi gì em trong lúc này nha. Đừng ai hỏi gì hết nha. Thật sự mà nói nó to nhưng mà rất mềm. Khi mà mình cắt nhỏ quá nó ăn nó sẽ đi rất nhanh, không có cảm nhận được cái còn cái vị của cái bò. Nên có nước sốt. Nước sốt. Nước sốt mà có nước tương và cúc lê đó. Bò rất là mềm, rất là ngon, nó chín tới, nó không có bị quá sống mà nó cũng không bị quá chín. Cái thứ hai là cái pate. Miếng nào ảnh cũng demo thật bự ha. Lấy cái muỗng đi nó đỡ rớt hơn. Dạ. Demo thật to. Chớ là mọi người biết mình ham ăn. Tại vì khi mình ăn bất cứ cái gì, hay là ăn thứ tất cả rau hay ăn thứ thịt, mình phải ăn được cho nó vừa cái miệng để mình còn cảm nhận được cái vị đó, nó sẽ đi từ vào cái cổ họng. Chứ mình mà ăn ít quá nó sẽ đi rất nhanh, nó không có còn cái cảm giác được cái vị đó là cái vị gì. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh. Dạ, em sẽ tới ủng hộ rất là nhiều. Cảm ơn anh nhiều nhé. Cảm ơn anh. Thank you. Wow. Thì có đang nói về cái dùng YouTube và trẻ em. Ok, mình sẽ nói tiếp về vấn đề đó ha. Đúng, vấn đề này rất là nhức nhối luôn. Mà để mình... Tại vì thực ra lúc đầu á, mình cứ nghĩ là YouTube á, mình sẽ thoải mái hơn về cái việc sáng tạo, nó sẽ không có bị mình phải đi xin phép ai một cái vấn đề gì đó. Nhưng mà thật ra thì YouTube đều có những cái rule riêng, mà thật ra cái luật lệ nó còn dài hơn kể cả là mình phải đi xin phép. Cái tập 3 mình bị đánh vào thì mình mới biết là họ đưa ra cho mình một cái list dài thật dài tất cả những cái luật lệ. Gọi là COPPA. Xong mình nói oh wow, nó không dễ dàng như mình nghĩ. Mặc dù là mình cũng đã lường trước được là phim mình không hề có xác, không có cái gì mà gọi là không có chửi thề, cũng không có gì hết. Nhưng mà mình vẫn bị đánh. Và khi mà bị đánh như thế mình cảm thấy là mình buồn. Dustin nhìn thấy cái sản phẩm của Hằng làm ra chắc chắn là Hằng sẽ không lo về cái chuyện mà mình sẽ thu hồi tiền được về. Nếu như kiếm tiền được trên YouTube với điều kiện là chắc là cầm cái máy điện thoại quay thôi. Nhưng mà với cái sự đầu tư của phim ảnh, nó có nội dung và có một cái ekip chuyên nghiệp để làm được một cái sản phẩm đầu tư nghiêm túc thì chắc chắn sẽ không bao giờ có thể kiếm tiền được từ YouTube. Và Hằng chỉ thấy được là khi mà mình bị đánh như thế, có nghĩa là YouTube nó hạn chế mình cái việc đề xuất đến với lại khán giả của mình. Tất cả mọi người nếu như muốn xem tập 3 thì phải tự tap vào trong cái màn hình thì mới có thể tìm được cái tập đó. Mình cũng có hơi buồn và hơi bị tổn thương. Nhưng mà ngay từ đầu Hằng xác định mình lựa chọn chủ đề đó nó đã là khó rồi. Mà mình thực hiện nó sẽ càng khó hơn nữa. Và thứ hai nữa là mình luôn chọn mạo hiểm. Thứ nhất nha, là mình chọn toàn là học sinh của mình thôi. Mình cho họ cơ hội để họ có thể đóng phim. Và đương nhiên họ đều là những người lính rất là mới. Cho dù mình có dạy họ bao nhiêu thì chắc chắn là Dustin sẽ luôn luôn có những cái lỗi lầm
tiểu tiết nhỏ nhỏ cho những lần đầu tiên. Sẽ có rất là nhiều người nói là tại sao không lựa người diễn viên chuyên nghiệp, kể cả các bạn nam chính đối với mình cũng là người hoàn toàn mới cho cái việc đóng phim. Nhưng Hằng nghĩ là nếu như mà mình cứ suốt ngày mình chọn lựa những cái cực kỳ an toàn thì mình không biết chinh phục cái gì. Tại vì ngoài dàn diễn viên mới thì còn có rất là nhiều những diễn viên trong đó là gạo cội. À, đó là những người bạn của Hằng xuất hiện với vai trò là cameo. Thứ ba, bản thân Hằng là người rất là mới cho cái việc biên kịch và Hằng phải đi nói chuyện với rất là nhiều đạo diễn để tìm ra cái người mà họ hiểu được cái đứa con này của mình ra sao. Họ hiểu được rằng là mình phải làm như thế nào. Mà bản thân Hằng là người ra ý tưởng, idea về biên kịch thì Hằng cũng là người mới cho cái lĩnh vực đó. Nên là đương nhiên sẽ có những cái thiếu sót và chắc Hằng là phải học rất là nhiều để có thể mà mình sẽ có nhiều cái sự trải nghiệm hơn. Top trending có cũng được mà không có cũng không sao. Tại vì cái top trending đó, những cái con số và những cái số liệu đó nó không đánh giá được cái sản phẩm của mình nó chất lượng hay không chất lượng. Không phải ai, không phải nhiều người hiện tại, nhiều nhà sản xuất, nhiều nhà đầu tư nghĩ giống như Hằng. Hằng có gặp những cái tranh cãi đối với những nhà đầu tư khi mà họ yêu cầu là tôi muốn nó phải có những con số cụ thể như thế nào, có những cái thành tích như thế này, thì Minh Hằng sẽ trả lời như thế nào? Mình đứng với vai trò là vừa là diễn viên, như là mình hiểu được là cái thị trường này của mình nó sẽ thích hợp với lại cái gì. Nhưng nếu mình đi mãi theo một cái con đường giống như ngày hôm nay, một cái món mà củ dền Hằng không thích ăn, nếu như Hằng vẫn giữ cái ý chí đó, no, tôi không thích ăn củ dền và tôi không muốn thử nó, thì chắc là sẽ không bao giờ trải nghiệm được cái món tuyệt vời như thế này. Nếu như mình cứ mãi hà khắc mà mình không dám thử những cái mới thì mình sẽ không bao giờ có thể tiến xa hơn được nữa. Mọi người có thể thấy Hằng ngọt ngào nhưng rõ ràng là Hằng có sự hăng hăng của Tiêu đấy, nhưng mà nó không có bộc lộ ra. Hằng không có bị lắm như là tôi là một người rất điên nhưng mà Hằng điên ngầm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn giải trí. Đây là cái gì Hằng có biết không? Nước. Đúng, nhìn nó là nước nhưng nó có hai loại nước. Có 3 ly là nước thánh, có 3 ly là nước thường. Trò chơi của mình mang tên là hai điều thật và một điều xạo. Two truths and a lie. Hằng và Dustin sẽ đọc mỗi người 3 điều đó. Mỗi người có 1 phút để hỏi, tra tấn bằng các cái câu hỏi để mà tìm điều ra điều tra ra là đúng hay là xạo. Cuối cùng sẽ phải lựa ra một câu là xạo trong đó. Khó đó. Hằng muốn bắt đầu trước hay Dustin? Dustin trước đi. Tôi thích ăn cay và có thể ăn 3 trái ớt hiểm trong bữa ăn. Câu thứ hai, tôi không biết ghen là gì. Câu thứ ba, trước đây tôi là người chủ động kết thúc các mối quan hệ cũ. Câu nào nghe nó cũng thiệt á ha. Nếu Hà Minh Hằng tìm ra được đúng cái câu xạo thì Dustin sẽ bị thua. Minh Hằng sẽ chọn một ly cho Dustin bất kỳ. Ok. Còn nếu Minh Hằng trả lời không đúng thì Minh Hằng sẽ phải uống một ly. Ok, vậy bây giờ mình hỏi tất cả câu hỏi nha, đúng không? Cái mối quan hệ mà mới kết thúc gần đây nhất là bao lâu? Cách đây cũng 7 năm rồi. Cái gì? 8 năm rồi. Lý do là kết thúc? Thì người đó không phù hợp với mình. Lý do rất là normal, rất là đúng không? Ai cũng sử dụng. Dustin hiện tại đang có một mối quan hệ 7 năm. Mình có nghĩ là mối quan hệ này có thể dài lâu không? 7 năm đối với Hằng là dài không? Dài chứ. Dustin là cũng thấy dài đó. Một thời thanh xuân. Ăn 3 trái ớt là ăn cùng một lúc hay là ăn liên tục? Giống như mình ăn cơm ở Việt Nam mình mà hay cắn ớt á, biết không? Ớt bự dày hay ớt gì? Ớt hiểm, cỡ ớt nào cũng ăn được. Màu xanh đó hả? Màu xanh, màu đỏ ăn được. Tại vì không có món nào mà có ớt. Con người thật ra là nói như không biết ghen thì là không đúng. Yêu là mình sẽ phải ghen, nhưng mà ghen cách nào thôi, ghen Văn Minh hay là ghen chợ Bến Thành thôi chứ. Chợ Bến Thành á. Maybe là cái quán ớt hoặc là... Rồi chọn đi nè. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ăn ớt. Chúc mừng Minh Hằng. Hằng đã sai. Có thể ăn ớt được hả? Ăn ớt được. Ekip cho em 3 trái ớt. Ừ, ăn được liền nếu mà có 3 trái ớt. Mang nhưng liền ở cho em. Ăn với đồ ăn đúng thiệt luôn á. Ok, chứng minh luôn. Ăn với lại đồ ăn luôn, đúng không? Đúng rồi. Ok, không biết ghen thì Hằng mới chọn là đúng. Vậy là cái câu là luôn là người kết thúc mối quan hệ là xạo hả? Là xạo, bởi vì có một lần mình đã bị đá. Bình thường. Có bao giờ mình nào bị đá không? Hoài. Đau. 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 Đau rất đau. Mất bao lâu để vượt qua? 3 năm. Hơi. Dài hả? Dài chứ. Yeah. Quen bao lâu mà bị đá 3 năm mới vượt qua? Thật ra là quen là tầm 1 năm rưỡi thôi. Thật ra không phải là bị đá. Mình là người email để chia tay. Mình luôn hy vọng là người ta sẽ phải năn nỉ mình để quay lại. Làm trò để cho người ta quay lại năn nỉ, nhưng cuối cùng người ta đi luôn. Không phải làm trò, thật ra là người ta sai. Mình muốn tha thứ. Tại vì người ta không sai quá đáng. Mình nói là chia tay để người ta hiểu được là anh không được làm như vậy nữa. Anh đã sai. Nhưng em đã sai. Nhưng em đã sai. Nhưng em đã sai. Bởi vì con trai nó nghĩ chia tay là chia tay. Yeah. Còn con gái
Em muốn chia tay. Em muốn chia tay nhưng mà thực ra là anh nghĩ em đi. Sau cái sự cố đó thì anh sẽ không bao giờ nói những gì không đúng với suy nghĩ của mình nữa. Và mình đã hiểu được là ở lứa tuổi này thì mình thích cái gì thì mình phải nói cái đó. Nói thẳng. Mình sẽ không bao giờ mà đòi hỏi người ta là tại sao anh không hiểu tôi, tại sao người đàn ông họ không hiểu mình. Thực ra đàn ông với bạn đàn bà không bao giờ hiểu được nhau. Ok, bây giờ Dustin sẽ chọn cho Hằng một ly bất kỳ. Thôi cho Hằng chọn luôn, Hằng chỉ cần chỉ là Hằng bên này hay bên này, ly nào. Ha, người ta chọn cho mình sai, mình chấp nhận, nhưng mà mình chọn mình sai. Mình không chấp nhận được. Thì đó là duyên số. Đây luôn ly gần nhất. 1, 2, 3 lên luôn. Chết cha. 4 triệu. Có cần lấy thêm đá không? Đúng rồi, lấy thêm đá đi. Dù mọi người nghe nó ráng ráng mặt mày luôn rồi. Thì lát nữa ráng chọn một cái. Trời ơi, phải chị mua vé số mà không trúng được vậy. Hàng chưa bao giờ trúng vé số, cũng chưa bao giờ trúng được cái gì khuyến mãi vậy. Gì mà anh này là trúng khuyến mãi luôn. Nhưng mà trúng quảng cáo nhiều lắm rồi. Cho nên là ok. Cháu hài lòng là ba trái ớt to giống như là ông bà nội tôi vậy trời vậy. Không có ngon, trái này cũng ngon. Không cay đúng không? Nó bị gì phải không? Ngọt. Mình ăn, mình vừa nói là ai á mà hay ăn cơm với ớt hiểu được cái cảm giác nó ngon như thế nào. Nó ngon mà nó thơm. Chưa kịp hỏi luôn á, có một phút nó trôi qua tẹt luôn, cái nhanh thật là nhanh. Rồi luôn. Bây giờ tới Hằng đọc 3 điều và Dustin sẽ đoán. Lúc nhỏ là Hằng hay đi bấm chuông nhà người ta rồi bỏ chạy. Câu thứ hai là Hằng đã từng cởi hết quần áo luôn để tắm xong. Và câu thứ ba là Hằng đã từng ăn con đuông dừa sống rồi chấm với nước mắm. Đã từng bấm chuông bỏ chạy, cái trò đó ai cũng làm hết trơn á. Con nít ai cũng làm. Bấm lia bấm lịa luôn á. Đúng rồi. Rồi. Câu thứ hai là cởi chuồng tắm xong. Yeah. Lúc mấy tuổi? 10 mấy tuổi rồi nha. Hồi đó là ở Bình Thạnh, xung quanh là sông ở Thanh Đa mà. Nó là Hằng đi học nhìn kia là đều về có sông. Là tắm đến 10 mấy tuổi. Tắm một mình hay tắm với ai? Tắm với em trai với đàn bạn của em trai. Hằng cởi hết đồ ra luôn. Câu cuối là gì? Câu cuối là Hằng ăn con đuông dừa sống mà chấm với nước mắm. Cái đó thì rất là ngon. Yeah. Giữa hai câu là con đuông dừa với lại cái câu cởi quần áo đúng không? Tắm xong đúng không? Thật ra cái câu tắm xong á là cái chi tiết để gây sốc. Cởi quần áo để hết tắm nè, xong. Hết giờ rồi. Tôi xin muốn tin là Hằng là một đứa rất là thích chơi theo kiểu quan dại. Chơi với bọn con trai cho nên đó xin sẽ chọn cái đó câu thật. Còn câu mà nó xào sẽ là ăn con đuông dừa sống chấm nước mắm. Cười gì mà đau khổ quá vậy chị ba? Đau khổ thiệt mà chị ba. Vậy là tôi nói đúng hả? Chết rồi. Mời mình Hằng chọn. Mình có được hưởng không? Tại mình hưởng không ra. Mình không có được sống thử. 7 nha. Bây giờ phải nên sống thử. Tự chọn tự chết thôi. Ủa? Ủa? Tôi trả lời đúng mà. Chết rồi. Không tin luôn, bây giờ hửi thử đi. Không tin luôn á. Hơn 10 gạo lắm mọi người. Cho Hằng chọn lại được không? Một lần nữa luôn. Tại vì Hằng nghĩ là Hằng chọn cho Dustin. Ok, vậy quay mặt lại đi, Dustin sẽ cháo lại cho okay, Hằng chọn. Cháo lại đi. Nhắm mắt lại nè. Tại vì Hằng nghĩ Hằng chọn cho Dustin là Hằng lựa một cái ly rượu nên là cái trực giác Hằng nó quá cao. Ok. Trực giác Hằng nó quá cao rồi, bây giờ chọn cho mình nha. Ông trời chọn rồi. Cho mình, chọn cho mình, không phải chọn cho người ta, chọn cho mình. Chọn cho mình, ok. Chọn cho mình. Đừng nha. Đúng thường hả? Yeah. Phải tái lẽ phải diễn chứ. Tại sao vậy? Phải diễn. Chết rồi, lại nữa rồi. Mình chỉ diễn trong phim thôi mà đời mình không có diễn. Confirm là không diễn ngoài. Confirm đúng không? Không diễn ngoài đời. Nhưng mà hên cho chương trình. Tại vì nếu như Hằng uống một ly nữa là sẽ banh. Banh không? Banh nguyên cái chương trình luôn. Có bị đỏ không? Có bị đỏ không? Hằng không đỏ nhưng mà Hằng sẽ say. Tiếp theo là trò thần giao cách cảm. Mình đọc câu hỏi xong đếm 1, 2, 3 cùng trả lời giống nhau thì hai đứa mình thoát. À ok. Nếu mà 1, 2, 3 hai đứa trả lời khác nhau là hai đứa cùng uống. Đúng rồi. Ồ, này ok fair nè. Phải không? Này fair nè. Chắc là chết hết. Đúng. Bạn sẽ lựa chọn xem một sản phẩm YouTube vì điều gì? Poster, con người, tiêu đề, not top trending. Mấy cái này đều là một trong những cái yếu tố mà mình lựa chọn.
Yeah, nhưng mà cái nào là người nào là cần cái yếu tố đó đầu tiên thôi. Đúng, ok, tôi xin có rồi. Yeah. Một, hai, ba, tiêu đề. Có phải thấy cái người mình thích là mình sẽ click vào không? Không, có những người mới mình không biết gì vào hết. Nhưng mà mình lướt trên YouTube mà, là mình đang tìm những cái mà mình mong muốn xem mà. Đúng, nó là video on demand mình. Ok, đúng, hai mình uống. Ừ, vậy đi. Bây giờ cho Hằng chọn cho Dustin đó. Hằng đã thoát được nãy lý rồi. Chọn cho người ta, chọn cho người ta, chọn cho người ta. Ok, chọn cho người ta. Rồi, Dustin chọn ra Hằng đi. Này. Vô. 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 Có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Diễn lên với Hằng, mình diễn lên. Là rượu hay là nước? Bây giờ mình cùng uống xong hết đi rồi mình nói một lần. Trời ơi, nhìn cái mặt là biết rồi. Dễ thương quá à. Không dễ thương thiệt luôn. Tôi sống rất thật luôn á. Tại lần trước chị Thu Trang chỉ diễn quá. À ừ. Xong mình rối luôn, rối đội hình luôn. Hay quá. Hết rồi còn ngửi gì nữa. Ai là muốn xe hả? Sao không nói? À, không có. Sao không nói đi chưa? Quê. Hai đi ruột á. Có nghĩa là mình còn một ly này ly kia. Lát nữa là cho Minh Hằng chọn luôn. Thì đó xin không cần phải chọn nữa. Không, quyết định rồi, tôi không chọn nữa. Ừ, để đó xin chọn đúng không? Ok, câu hỏi tiếp theo. Con này khó quá vậy. Chứ dạ, con gì? Đổ mồ hôi luôn rồi. Khi nhắc đến một nghệ sĩ đa tài ở Việt Nam, bạn nghĩ đến ai? Cảm ơn. Từ từ nha. Một nghệ sĩ đa tài, bạn nghĩ đến ai? Ủa, okay. Nhưng mà nó không có ghi option ở dưới không? No, không option luôn. Có cụm là nam hay nữ đi, để mình nói cùng lúc. Bạn chọn nam hay nữ? Nam đi. Ok. Rồi, 1, 2, 3, Trấn Thành. Yeah! Thay chung mà phải focus là mà khoanh vùng lại thì nó mới dễ. Chứ đứa nam, đứa nữ là chết. Đúng rồi, hay ha. Hay ha. Công nhận thiệt. Hai đi rủi ra bên đầu nó sáng lên á. Hai ly bắt đầu nó sáng ra chứ. Giờ nói nữ sao tự nhiên cái không chọn Minh Hằng thấy kỳ đúng không? Đúng rồi, phải là nam. Hay lắm, biết mà. Thầy không để tự mình nói Minh Hằng. Kỳ. Có định vậy không? Không, không định vậy đâu, mình kỳ đó. Mình kỳ lắm. Thôi nhưng mà thôi, hài lòng rồi. Đó, mình thấy một cái rồi, tiếp Minh Hằng nè. Khi mà nhắc đến rapper Việt Nam, bạn nghĩ đến cái tên nào đầu tiên? Anh Bùng okay. Đúng không? Nam nữ đúng không? Nam tiếp nè. Nam đúng không? Ờ. Dễ nè, cái này dễ. À không dễ, tại vì rapper Việt Nam đang rất là hot. Có rất là nhiều người thích. Đúng rồi. Yeah. Mình có nên khoanh vùng nữa không? Chứ là khoanh vùng giới tính thì bây giờ mình khoanh cái gì nữa ra. Thôi mình cứ chơi đại đi. Ok. 1, 2, 3. Huawei. Ủa? Tại sao nghĩ đến Huawei? Tự nhiên mình làm việc với Huawei nhiều lần. À, ở trong tự nhiên trong đầu mình nghĩ tới liền. Thì Red Rapper, cái có nam thì là Huawei. Sao hàng dở quá ta? Không sao. Uống thôi. Chọn đi. Nè, nếu như mà hàng trúng một ly rượu nó là cái hàng cực kỳ may luôn á. Coi như bao nhiêu là hàng uống hết á. Chừng biết chừng. Ok, Dustin bên tay trái, hàng bên tay phải nè. Rồi, vô. 1, 2, 3 nè. Không hủy nha. Vô, không hủy luôn. Cuộc đời nó cũng không bẻ bàng quá với mình. Ok. Hài lòng không? Hài lòng. Trời, uống rượu sao mà ngớt? Cái ớt này nó bự quá. Trời, uống rượu sao mà ngớt luôn. Hay quá nè. Hồi xưa, Dustin có nhớ cái coi The Face. Cái đợt đó rất là rần. Yeah. Hằng có nhớ không? Sao không nhớ được? Hằng là top tìm kiếm nhiều nhất khi mà được công bố ra là Hằng là mentor của The Face. Tôi xin thắc mắc là ở trong một cái môi trường các nghệ sĩ với nhau muốn giữ hòa khí đã cũng là một cái khó rồi. Yeah. Mà tự nhiên bây giờ vì một cái chương trình mà sau này có tin là nghệ sĩ chị em lại nhìn không nhìn mặt nhau, không có hài lòng với nhau. Nó có xứng đáng không khi mà để mà mình tham gia một cái chương trình nào đó để mình mất cái tình nghệ sĩ, mình mất cái tình đoàn kết giữa đồng nghiệp với nhau? Người trong gia đình của mình á, khi mà bất đồng quan điểm thì mình vẫn phải tranh luận, mình phải đưa ra những ý kiến quan điểm của cá nhân mình, chứ không phải là vì người thân mà mình lại thỏa hiệp hết tất cả những cái mà về quan điểm cá nhân của mình. Nên là Hằng nghĩ là
Dạ, ai cũng muốn giữ cái hòa khí trong cái tình đồng nghiệp với nhau, nhưng mà thực ra là thể hiện quan điểm nó khác với việc là mình sẽ không nhìn mặt nhau hoặc là sẽ tranh cãi. Bản thân Hà là người rất là rõ về chuyện đó. Một khi mà mình đã nhận lời ngồi vào vị trí nóng thì thật sự nó rất là nóng và rất là hot. Mình không thể nào mà ngồi vào vị trí đó với lại cái tư cách rất là nhàn nhạt mà mình không đưa quan điểm gì, chỉ theo chiều nào thì em xuôi theo chiều đó, thì mình ngồi làm cái gì? Thôi về ở nhà ngủ nghỉ cho khỏe, dưỡng da dưỡng sắc cho nó đẹp. Chứ mà nếu mình ngồi về vị trí đó mà mình không giúp ích được gì cho cuộc đời này, mình không giúp được gì cho team của mình, mình không đưa ra những quan điểm được thì thôi không làm. Một khi mình đã làm thì phải làm cho tới cùng. Cuộc thi The Face là một cuộc thi dành cho những gương mặt thương hiệu chứ không phải là một cuộc thi tìm kiếm những người mẫu chân dài. Thế nhưng mà sự có mặt của Minh Hằng đã là một cái minh chứng cho việc là chúng tôi có những cái đại diện khác nhau ở cái ngành nghề thời trang và giải trí và quảng cáo. Đúng rồi. Nhưng mà cuối cùng thí sinh của Minh Hằng không đạt được giải cao nhất. Thì bạn có thấy là format của chương trình đặt ra cái tên như thế nhưng nó chưa làm đúng nhiệm vụ của nó không? Cái này thì Hằng không control được. Có thể là thí sinh của Hằng nó không đủ khả năng và cũng không đủ tiêu chí. Nhưng mà bản thân Hằng rất là tin tưởng kinh nghiệm của mình để Hằng có thể truyền đạt được hết với những cái cho mọi người. Và Hằng khẳng định một điều đó là đây là gương mặt thương hiệu. Và thương hiệu cần cái gì thì Hằng đã làm hết tất cả mọi thứ. Bây giờ đối với những cái nhãn hàng mà Hằng đã đi cùng với họ hơn 10 năm, Hằng là người đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam có thể làm được điều đó. 10 năm nó là con số không hề nhỏ, nó là cả thanh xuân của một đời người. Họ không có bỏ mình ra. Mặc dù là mỗi năm thì mình đều, cái cost của mình cũng đều lên, và mỗi một năm mình đều có những cái giá trị của riêng bản thân mình đòi hỏi. Là thí dụ năm đầu tiên họ chọn mình, oh yeah, mừng quá, vui quá. Năm thứ hai, ok. Năm thứ ba, bây giờ là họ muốn cái gì và mình sẽ làm được cái gì cho họ. Và năm thứ tư, năm thứ năm, thứ bảy, thứ tám, chẳng những họ hỏi mình và mình hỏi ngược lại họ để làm gì, để hai bên chúng ta có thể tương tác với nhau, để có thể mang đến những cái giá trị cao hơn. Kể cả Hằng cũng vậy, Hằng rất là tự tin khi là ambassador cho một nhãn hàng mà 10 năm. Và trong cái 10 năm đó thì Hằng không phải là đại sứ cho một nhãn hàng của họ. Công ty của họ có rất là nhiều mặt hàng, có rất là nhiều sản phẩm. Nhưng cuối cùng là nhiều mặt hàng, nhiều sản phẩm họ vẫn chọn mình, mặc dù có rất là nhiều cái tài năng trẻ, tài năng mới, đẹp hơn, tươi hơn, xinh hơn, trẻ hơn, nhưng họ vẫn chọn mình để giữ được cái khối lượng khách hàng cũ. Thì tất cả những điều đó Hằng đã chia sẻ rất là thật, Hằng không giấu giếm được gì cả. Lúc mà công bố lên mình là vị trí mentor của The Face, Hằng nói thiệt là Hằng đứng ở top 1 ở cái lượt mà search ở Google, và Hằng chỉ biết cười. Và mình hiểu được là tôi sẽ phải làm những cái gì. Mình không phải là chứng minh cho mọi người thấy là tôi giỏi. Tại vì mình giỏi thì mình không cần phải chứng minh. Mà nếu mình dở thì mình lại càng không thể la to được. Nên mình chỉ có thể làm và làm. Tại vì Hằng nói thế nhưng mà tôi xin có một cái thắc mắc nhỏ là những giọt nước mắt ở trên truyền thông á, đôi khi theo Hằng là có phải lúc đó là đáng lẽ Hằng kiềm chế lại hơn không? Là một người bình thường, họ có thể khóc, họ có thể cười. Vì những cái cảm xúc đó mình không thể nào che giấu được. Có những cái chuyện mà mình nghĩ là không sao, tất cả mọi thứ đều là không sao. Nó là mình đã làm chuyện đó rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà tôi tin thử một lần, khi mà tự nhiên mình nói là ok, tôi có thể làm được, nhưng mà chỉ cần một người nào đó đụng tới nỗi đau của mình mà mình nghĩ tới cái chuyện đó thì chắc chắn là mình sẽ không thể nào mà kiểm soát được. Tại dù gì Hằng là nghệ sĩ, có là nghệ sĩ chuyên nghiệp đi chăng nữa thì Hằng vẫn là con người, Hằng vẫn có trái tim. Hằng rất là dễ dàng có thể khóc cho cái số phận của nhân vật của mình, cho cái vai diễn của mình, và kể cả cho cái bài hát của mình, thì không có lý do gì mà Hằng lại không khóc cho chính cuộc đời của Hằng. Đồng ý, chúng ta không nên quá hà khắc. Mình có đầu lạnh, mình có tim nóng hay chăng nữa, cuối cùng cái sự quyết định cuối cùng vẫn là đến từ đây, chứ không phải là từ đây. Từ đây là mình có thể là suy xét lý trí, mình sẽ vạch ra tôi có nên hay không, có những lý do gì mà tại sao tôi phải hành động như vậy, dẫn đến hành động như vậy. Mình có thể suy xét bằng cái này, nhưng cuối cùng sự quyết định vẫn là cái này. Cái này nếu như chúng ta có làm sai, chúng ta mới nói no. Tôi đã làm đúng những gì mà trái tim tôi mách bảo, sai tôi chịu, tôi đứng lên. Còn nếu như mình quyết định thì cái này, why? Tại sao mình không nghe cái này cuối cùng, để là mình không lắng nghe được con người của mình muốn cái gì. Mình có thể thất bại, mình có thể đứng lên, mình có thể lỗi lầm, mình có thể học hỏi, mình có thể khóc và mình có thể cười. Nhưng cuối cùng mình vẫn phải lắng nghe con người của mình muốn cái gì. Thật sự Hằng nghĩ cái đó rất quan trọng. Mặc kệ. Giống như cái lần mà Hằng đi catwalk ở trên sàn runway và Hằng đã lộn mèo và có rất là nhiều người cười với Hằng. Nhưng Hằng viết một cái status dài và Hằng đã không trách một ai cả. Hằng đã trách bản thân mình, nhưng mà kêu Hằng làm lại một lần nữa không, Hằng vẫn làm. Tại vì Hằng đến đó không phải vì đôi chân dài, Hằng có đôi chân rất ngắn. Nhưng mà tại sao Hằng vẫn làm điều đó, để Hằng thấy được rằng là không phải ai dài thì mới được lên sàn catwalk. Không phải ai có đôi chân dài thì mới có thể trở thành là một gương mặt thương hiệu, có thể trở thành người mẫu ảnh. Mình vẫn có thể làm một người truyền cảm hứng cho những cái thông điệp châu bùi chẳng hạn.
Đúng. Là một fashionista, mặc dù cô ấy chỉ có 1m50 mấy, tại sao phải gò bó hạn hẹp tất cả những khả năng của mình lại, trong khi mình có đủ đam mê, mình có đủ động lực để có thể làm tất cả mọi thứ đều có thể diễn ra nếu như mình đủ yếu tố, đủ đam mê. Trời, lửa quá, có lửa quá hả? Dạ. Yeah. Có lửa, đốt trời đã nóng rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi không khí okay. bằng một phần trình diễn mới. Bây giờ chúng ta sẽ qua một chuyên mục rất là đặc biệt, lúc nào cũng có ở trên Bar Stories. Nhưng hôm nay, năm nay nó lại chuyển xỉn, mình mới con liều là xỉn đây, 2 ly. 2 ly mà không xỉn mà tỉnh queo. Không, xỉn rồi. Xỉn rồi hả? Rồng. Nẹp. Nẹp. Trong khi tụi tôi không nẹp. Tại vì mình nó bây giờ không nẹp là banh. Đây là một hình thức biểu diễn không phải là mới nữa, nhưng mà về Việt Nam á, lâu rồi chúng ta cũng chưa có một cái nhóm hài độc thoại nào mà làm chỉnh chu và trẻ trung tươi mới như vậy. Team của Dustin tình cờ xem Sài Gòn Tếu ở trên YouTube, mỗi thứ tư hàng tuần đều có một video mới. Và các bạn diễn live ở ngoài luôn, có thể mua vé. Thì đại diện ngày hôm nay là một bạn cũng trong nhóm Sài Gòn Tếu, xin được giới thiệu Phương Nam. Wow. Lady and gentlemen. Xin chào mọi người, em là Phương Nam của nhóm Sài Gòn Tếu. Nói một chút xíu để cho mọi người có thể biết được về cái hài độc thoại. Hài độc thoại là gì? Là một người đứng ở trên sân khấu kể những câu chuyện có chiều sâu, có chiều dài và chiều rộng nữa. Nhưng mà do em mặc đồ cho nên mọi người sẽ không thấy được hai cái chiều đó. Dạ. Thì hài độc thoại thật ra là nó chưa có phổ biến ở Việt Nam mình. Tại vì Việt Nam mình chưa có sẵn sàng để đón nhận những người dễ thương và thông minh như em. Thật ra thì em rất là ít khi diễn ở những nơi như thế này. Nó làm cho em có cảm giác giống như ngày xưa em trở lại cái thời mà lúc mà khách tới nhà xong ba mẹ kêu ê Nam ra múa hát cho cô chú nghe đi con. Lúc đó thì cảm giác của em nó cũng hơi khó chịu một chút, nhưng mà mẹ của em thì rất là vui. Mẹ em kêu là ví dụ giống như là ô cô thấy thằng khỉ tôi mới đẻ ra nó có thông minh không đó, phải làm những cái trò chơi để cho ba mẹ vui lòng. Thì bây giờ lớn lên thì em lại làm một cái điều giống như ngày xưa ba em đã dạy, là con phải tìm một công việc có chỗ đứng. Dạ em đang đứng. Dạ. Và hãy tìm công việc có tiếng nói, con nói là người ta phải nghe. Con hãy làm một cái gì đó để cho thiên hạ này nó thấy. Dạ, cho nên là em là trò cười cho thiên hạ. Dạ. Tại sao em lại là diễn viên hài độc thoại? Thì có thể nói là nó giống như là cái cuộc đời của em vậy. Tên của em là Trần Phương Nam. Trần là họ. Phương Nam thì tại vì ba mẹ em là người Bắc vào đây sinh sống và họ sinh ra em ở đây, mảnh đất Sài Gòn, Phương Nam, thì họ đặt tên là Phương Nam, nghe rất là hợp lý. Dạ nhưng không, đó chỉ là những gì em nghĩ. Cho đến sinh nhật 13 tuổi của em, khi mà em thổi cái bánh kem xong thì ba em kêu là hôm nay ba sẽ nói cho con nghe một bí mật về tên của con. Em mới thích lắm, tại vì mỗi lần mình nghe cái gì bí mật về tên của mình rất là thích. Sau đó hỏi là sao ba? À, tên của mày á là tên nghĩa cũ má mày đó. Sao em mới kiểu ủa là sao? Làm vậy chi? Làm vậy chi? Thì ba mới kêu là tao đặt như vậy để má mày lúc nào cũng yêu thương mày. Còn tao buồn, tao bực, tao lôi mày ra tao đập. Em nó là một trò đùa từ khi chưa được sinh ra rồi mọi người. Em, nhưng mà nãy giờ cho chị hỏi là này, em diễn chưa? Dạ diễn rồi đó, dạ vậy là diễn rồi đó. Dạ. Dễ thương. Ba em đặt tên như vậy để mẹ lúc nào cũng yêu thương em, nhưng mẹ em thì không. Mẹ em không yêu em. Ngày nhỏ em không biết chị Minh Hằng hay mọi người ở đây có hay hỏi những câu hỏi ngây ngô, những câu hỏi mà của con nít á. Thì khi mà mẹ em tắm cho em xong, mẹ em lấy cái khăn, mẹ em lau, khăn trắng, thì tự nhiên em thấy cái khăn nó bị dơ. Sao em mới kêu ủa tại sao mình tắm rồi, mình sạch rồi mà cái khăn lau của người mình nó vẫn dơ. Thì mẹ em mới kêu là à cái đó là chất dơ tiết ra từ cách sống của con đó. Dạ mẹ em rất là vui. Dạ vui, người vui tiếp theo đó là ba em. Ba em hay là người dạy em những câu danh ngôn. Ví dụ như là trên con đường của người thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Đúng rồi, lười biếng nó đâu có đi bộ đâu mà có dấu chân. Nó đi xe, nó đi máy bay không. Rồi cái gì, con hãy sống như thế nào để không ai muốn con chết cả. Và ba em đi mượn tiền rất nhiều mọi người. Đúng rồi. Ba em mượn mỗi người 10 triệu, 20 triệu đó. Và không ai muốn ba em mất đi cả. Bởi vì họ muốn là ba em luôn có khỏe mạnh và có khả năng kiếm tiền. Dạ. Và một cái điều ba em luôn dạy em là Nam, mày là thằng đàn ông. Mày phải đứng lên ngay từ nơi mày ngã xuống. Em kiểu, ủa đúng rồi. Thì té đâu đứng lên ở đó chứ không lẽ té xong mình lết 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 rồi mới đứng lên.
lết vậy rồi cái quần cát không. Có nhiều cái điều em không hiểu được, cách dạy con nó cũng rất là kỳ lạ. Giống như ngày xưa mỗi lần mà em chạy trên cái đường mấy đứa con nít nó chạy đó, xong rồi nó té, xong rồi phụ huynh sẽ làm gì? Ôi trời ơi, đứng lên con, ôi trời ơi, đứng lên. Hư, đất hư nè, làm con tao đau. Xong rồi làm cho tụi nhỏ nó sinh ra một tâm lý, đó là tâm lý đổ thừa. Tụi nó sống trên cuộc đời này, tất cả mọi thứ tụi nó đều đổ thừa người khác. Đi học không được điểm cao, ê bà đó bà canh khó quá, không có giám thị là đậu. Xong rồi chạy xe ngoài đường, chạy thì sai luật, công an quắt vô thì ê chê chín nấc. Ngon ra đứng giữa đường để ta đi đúng cho coi. Xong rồi coi hài độc thoại không cười, cái đổ thừa thằng diễn không mắc cười. Đó, thì có nhiều cái văn hóa của Việt Nam em rất là thích. Một trong những cái điều em thích và điều mà em thấy nó lạ kỳ nhất đó là ngôn ngữ. Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Nhưng mà em không nghĩ như vậy. Ví dụ em hỏi chị Minh Hằng là chị ăn cơm chưa, chị sẽ trả lời là chị ăn rồi. Chị không thích, chị trả lời là ăn rồi. Chị không thích nữa, chị trả lời rồi. Mấy đứa mà nó nhắn tin mà nó mất dạy á, R. Còn mấy đứa mất dạy nó xin luôn, không trả lời nữa. Đó, chị thấy không? Ngữ pháp Việt Nam mình rất dễ trả lời, theo một cái đường hướng nào mình cũng dễ hiểu cả. Cái khó là cái gì? Cái khó là đánh vần của tiếng Việt mình. Người nước ngoài họ học tiếng Việt mình họ sợ đánh vần lắm. Đúng rồi. Ví dụ như tiếng Anh đi, tên của em là Nam, N, A, M, từng chữ cái một, từ trái sang phải. Tiếng Việt mình đánh vần từ giữa ra, A, M, Am, N, Am, Nam. Nghe khó chịu gì đâu. Sao nó lại có thể khó khăn như vậy với những người ngoại quốc ta? Chị có bao giờ chị đánh vần thử những cái dấu câu của Việt Nam mình chưa? Dạ, em lấy ví dụ nha. Dấu sắc đi, á cờ ắc. Sợ ắc sắc. Sắc sắc. Tôi thích vậy đó. Cho nó vui, cho nó phong phú mà. Cho nó phong ba bảo táp đồ á. Hòa uyên huyên, huyền huyền. Hờ ôi hôi, hỏi hỏi. Rồi ngờ a nga, ngã ngã. Ngờ ăn năng, nặng nặng. Nặng nặng, thích nó nặng rồi đó. Đó, nhưng mà có một cái chữ nó lại đi ngược lại toàn bộ những cái định lý nãy giờ. Đó là chữ nhẹ. Nhờ e nhe, nặng nhẹ. Cũng số kỳ vậy đó. Nặng mà nhẹ, cũng số kỳ vậy đó. Đó là những cái thứ nó rất là khó hiểu. Nhưng mà em rất là thích những cái điều mà người Việt mình đem lại. Đầu tiên thì mọi người có thể thấy là rất là ít người Việt Nam mình có thể đứng lên sân khấu và nói một cách tự tin. Thực ra em nói như vậy thôi chứ thật mọi người thấy em rất là run. Người em đang run. Em run chỗ nào? Em run như một cái xét toi luôn. Em run lắm. Dạ. Bây giờ nói là chỗ nào? Tại sao em lại chêm cái chữ này vào? Bởi vì em thấy một trong những cái văn hóa của người Việt mình là họ tránh né những cái nhạy cảm, nhất là về tình dục. Ngày xưa không biết mọi người có thắc mắc với ba mẹ của mình là mình sinh ra từ đâu? Dạ đúng rồi. Quê hương thật sự của mình là nơi tôi sinh ra là ở đâu? Trên cái body của một người phụ nữ. Những đứa bạn em trước đây nó hỏi á thì nó sẽ nhận được những câu trả lời là ô. Từ nách. Ờ. Đúng rồi. Chính xác. Từ đích. Từ rúng. Từ rúng cũng hợp lý đi. Tại vì chúng ta có người đẻ mổ đó. Và đúng, mẹ em là người phụ nữ thông minh. Và mẹ em chọn một cái phương án an toàn, đó là từ nách. Chị có tin không? Nhưng mà hồi nhỏ chị tin. Hồi nhỏ em lại không tin. Nhưng cái vấn đề là cái cuộc đời này nó sẽ có những thứ để mình tin vào cái điều đó. Em không tin là em sinh bằng nách, là sao mà sinh nó được? Mình nằm thì mình thấy rõ ràng là hai chân lên trời chứ đâu có phải tay lên trời đâu. Đúng không nào? Thì cái lúc đó em không tin. Nhưng mà khi em đi học, vào lúc tiểu học, thì khi mà em ngồi em viết bài, cái mấy đứa bạn ngồi sau nó cứ chọc lét. Nó kêu mày làm cái gì vậy? Nó kêu là ủa mày không nhột hả? Nó không. Vậy là mày mất chinh rồi đó. Ủa là sao? À là chinh ở đây hả? À là sinh từ nách thiệt hả ta? Người Việt Nam mình rất là ngại nói về điều đó. Và chúng ta không nên nói điều đó. Nhưng mà em sẽ nói về điều đó. Mọi người có xem Titanic không? Một phim rất là lãng mạn đúng không ạ? Người lớn tuổi của người Việt Nam mình hay có cái trò là con nít mà nó xem phim mà tới cái cảnh mà bịt mắt, hùng nhau bịt mắt lại, bịt mắt lại, không xem nữa. Đó, thì cả nhà em đang ngồi xem bộ phim Titanic, xem từ đầu rất là hay, tới cái cảnh mà Rose cởi quần áo và hôn Jack. Ba mẹ em kiểu nè, bịt mắt rồi. Lên lầu đi, phim này con nít không được xem. Ủa con xem từ nãy giờ mà. À bây giờ người ta lớn rồi con. Đi lên lầu đi. Em bước lên lầu trong tủ nhục. Em đóng cửa lại. Rồi em bật phim người lớn em coi.
Mình phải tự tìm hiểu chứ. Không ai dạy mình phải tự tìm hiểu chứ. Vì cái văn hóa mà ba mẹ em giáo dục em ở trong nhà như vậy, không biết một cái gì hết. Mọi người có biết là có một thứ nó cũng giống như tình dục, nó cũng nhạy cảm nhưng nó lại rất cần thiết và văn minh, đó là bao cao su. Dạ, mọi người Việt Nam mình bác con sói, mua câu sao. Không, bao cao su nó là bao cao su. Tại sao chúng ta lại tránh né? Từ bao là cái bao và nó bằng cao su. Vậy thôi, tại sao lại phải tránh né nó? Cái lần đầu tiên mà em đi mua đó, em vẫn ngại mà. Không biết là tại sao chúng ta lại ngại. Có một cái tâm lý là mình sẽ nghĩ rằng người mà thấy mình mua, người ta sẽ nghĩ là thằng này nó sắp làm cái điều gì đó với cái bao đó. Khi mà em bước vô á, em lên kế hoạch là em bước vào cửa hàng tiện lợi á, em đứng ở một cái quầy kế bên cái quầy bao cao su. Em giả bộ em lựa ở cái quầy đó, nhưng mà mắt em liếc qua cái quầy đó. Tới khi em lựa được cái nào nó hợp lý với em rồi, em sẽ bóc, em bỏ vào túi một cách rất là nhanh. Xem đi ra cái chỗ quầy tính tiền, em kêu chị ơi tính tiền giùm em. Xong rồi họ sẽ cầm cái đó tính tiền rất nhanh, không nói gì cả, bỏ vào trong một cái bao màu đen, cái bao không có trong suốt, và họ đưa cho mình và mình đi ra. Nhưng đó là kế hoạch, không có kế hoạch nào hoàn hảo cả. Em mua bao lần đầu tiên là vào một cái nơi không phải là một cửa hàng tiện lợi, mà một cửa hàng nó rất là chuyên nghiệp. Tức là em vừa bước vào, nhân viên cho dạ chào anh. Anh mua gì anh? Dạ em mua bao cao su. Anh đi vô đây, đi vô đây. Anh vô đây, em dẫn anh vô đây em mua. Em cảm giác là cái người nhân viên đó họ rất là vui mừng khi có người tới mua cao su. Đúng rồi, thấp mà em. Không, họ giống như là trời cả năm nay không có thằng nào mua cao su, mày vô đây. Mày đi vô đây nào, vô đây. Xong rồi dẫn em tới cái quầy bao cao su. Em tưởng là họ dẫn em tới đó rồi họ đi ra để cho em lựa rồi em thoải mái. Không, anh mua đi. Anh mua đi anh. Giống như kiểu mày mua đi, mày mua tao coi. Mày mua tao coi. Xong rồi em rất là khó chịu. Em kiểu mấy cái này là loại này là sao chị? À cái này anh thử loại này đi. Nó ấm. Thì cái chị đó chỉ là anh có bị nhức đầu không? Anh rút ra rồi anh chấm lên hai cái tay vô. Xong rồi em kiểu tôi khủng hoảng. Sau đó chị ơi em quên mang tiền. Dạ em đi về. Em đi về luôn, em không dám mua nữa. Nhưng mà bây giờ á, chị Minh Hạnh biết là càng ngày thì xã hội nó càng phát triển. Bây giờ nó đã có những cái thông số ở trên cái bao đó. Đó giống như quần áo của mình, nó có size. Dạ, có size đó, size có số SML. Khi nào sẽ dạ. S mà mua size L luôn đó, nếu mà mình mua size L đi thì mình sẽ rất tự hào mọi người. Mình không có còn ngại ngùng nữa. Mình sẽ bước vào số size L. Sai là wow, sai là sai là sai là nha mọi người, tôi mua sai là. Sau đi ra ngoài tính tiền, em tính tiền cho anh mua bao cao su sai là. Dạ anh này mua bao cao su sai là nha mọi người. Dạ sai là. Sau rồi chị cầm cái đó ra đường, chị sẽ rất là tự hào đó. Chị cầm chị vung vây nè, giống như là mấy cái hàng hiệu vậy đó, giống như trọng tài vậy đó. Sai là của tôi đó, tôi mới mua đó, không phải của ai đâu. Nhưng mà mọi người có nghĩ tới những cái người mà size S không? Size S thì sẽ mua như thế nào? Họ sẽ bước vào giống như em. Họ sẽ đi như một ninja. Họ sẽ lại gần. Họ cũng lựa ở cái quầy kế bên. Họ rút rất là nhanh, họ bỏ vô. Rồi họ đi ra cái quầy tính tiền. Chị ơi chị tính tiền giùm em, chị đừng có đọc lên cho người ta nghe. Xong chị nhân viên kiểu dạ ok anh. Sẽ ép đồ ha. Sau đó chị Sơn Huy sẽ bỏ vô một cái bịch ni lông và bịch ni lông đó sẽ trong suốt. Và mình cầm đồ, ôi nó tức gì đâu. Nhưng mà thật ra thì cái đó nó sẽ không xảy ra, bởi vì mình đã có size rồi thì mình có thể lên mua online không sao cả. Rồi chị tưởng tượng thử, nó sẽ có thêm một cái thông số nữa, đó là độ ướt. Nó có su, chúng ta có độ ướt mọi người. Giống như ăn hủ tiếu mà có hủ tiếu khô, hủ tiếu nước vậy đó. Và có những người họ rất là lạ lùng ở chỗ là họ kêu tô hủ tiếu khô và một hồi thì họ lấy cái chén nước họ đổ vô tô. Đúng luôn. Dạ rất ẩm thực đúng không ạ? Em không hiểu cách ăn nó cho lắm. Tiếp theo đó là độ dày mỏng. Độ dày mỏng của bao. Ngày xưa chúng ta không biết có những cái bao nó mỏng tới cái mức mà nó giống như là cái miếng thịt trong cái tô hủ tiếu gõ vậy đó. Mọi người có bao giờ thấy cái miếng thịt đó không? Nó không được cắt bằng dao đâu, không có dao nào cắt được cái miếng thịt đó cả. Bà có thịt và sẽ cầm cục thịt lên, sau một làn gió nó sẽ đưa qua. Cái miếng thịt nó sẽ bay lơ lửng lên trên trời, nó sẽ rơi từ từ. Sau bà cầm hủ tô hủ tiếu bà hứng. Nếu mà may mắn thì nó rớt vào cái miếng nước, và khi chúng ta ăn chúng ta húp cái miếng nước thì nó sẽ vào miệng. Còn nếu nó xui nó rớt vào cái muỗng
là nó dính ở đó luôn. Chúng ta liếm 3 ngày 3 đêm nó cũng không ra được cái miếng thịt này. Rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đó là set của em. Thank you. Nàng cảm thấy sao? Rất là vui, rất là hóm thịt, rất là trẻ trung và rất là tự nhiên. Không có bị giống như là đóng khung. Tại vì thật ra là chị đã xem đọc diễn ở nước ngoài rất là nhiều và cũng chưa bao giờ xem đọc diễn ở Việt Nam. Và chắc ở đây là lần đầu tiên. Mà chị nghĩ đây là cái thể loại mà rất là khó. Tại vì từ trước tới giờ thì mình nghĩ là diễn thì nó cần phải có sự tương tác. Một là tương tác với khán giả, hai là tương tác với bạn diễn. Nó sẽ tăng cho mình thêm cái sự hứng thú. Khi có cái sự hứng thú đó mình sẽ có nhiều cái năng lượng để làm. Còn thật sự là cái này nó hơi khó. Thì mình phải dàn trải cái nhịp độ nó nguyên một phần biểu diễn của mình. Làm sao lúc nào là mình phải đẩy lên, lúc nào là mình phải nhẹ xuống. Chứ anh hỏi có lần nào em diễn mà khán giả không cười? Có chứ. À, trong hàng thoại của tụi em nó có cái thuật ngữ đó là bomb. Tức là lên mình nhả miếng cái khán giả không cười. Rồi sao? Dạ, cái cảm giác nó giống như là mình tỏ tình mà crush không đồng ý vậy. Dạ, nó đau đớn. Nó unhealthy. Unhealthy đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó mình làm sẽ làm một cách nào? Tiếp thôi, mình cứ tiếp thôi. Dạ, ví dụ mà cú tiếp theo nữa. Dạ, mặc giày vô. Cú tiếp theo nữa. Tiếp luôn. Tiếp luôn. Dạ, tức là cho dù là nguyên một cái buổi diễn đó 15 phút hay một nửa tiếng mà mình diễn không ai cười thì mình cứ diễn như một vị thần và mình đi xuống như một vị thần, là không bao giờ mình lên. Không ai cho mình lên được. Có bao giờ mà khán giả đi coi từ đêm này mà qua chỗ khác mà coi chúng cái miếng mà mình đã diễn rồi? Dạ có. Thì cái đó người ta sẽ cảm thấy như thế nào, nhiều khi người ta thích? Đối với em thì có rất là nhiều khán giả đã nói với em một câu là không hiểu là sao Nam nó diễn lại những cái chốt cũ nhưng mà vẫn hay, vẫn mắc cười. Dạ, em cũng không biết là nhờ cái gì. Dạ, chắc là nhờ thần linh. Mỗi nơi, ví dụ tụi em diễn ở đây xong rồi diễn qua nơi khác thì thường là khán giả nó sẽ mới. Nhưng có những khán giả người ta thích, người ta đi xem liên tục thì tụi em sẽ cố gắng là trộn, ví dụ như là 50% mới, 50% cũ. Giống như là chị là ca sĩ, cũng có bao nhiêu đó bài thôi, cũng không có nhiều bài đâu. Những cái bài nào mà nó hit thì mình mới thích hát. Mình muốn hát được, mình giao lưu với khán giả thì có những cái bài mà mình hát chắc hơn 10 năm. Nhưng mà cũng có một đối tượng khán giả đó, như mấy FC của mình, fan của mình á, nhưng mà trên sân khấu khác, cái nguồn năng lượng của mình khác. Rồi mình cũng sẽ diễn rất là sung và như lần đầu như tiên lần đầu luôn. Tiên, dạ đúng. Nhưng mà ca sĩ bài hát nó có hit, hit là diễn đi diễn lại, diễn hoài, ăn hoài. Nhưng bây giờ hài độc thoại mà lấy hit thì là sao, diễn hoài thì được không? Không được, nó cùng tầm khoảng một thời gian ngắn à. Nghĩ ra nhiều cái miếng khác liên tục. Đây là lần đầu tiên mình tham gia một cái talk show mà quay kỹ như vậy. Và quay cái thời gian dài và mình có thể chia sẻ rất là nhiều cái khía cạnh trong cuộc sống. Mình chưa có kịp tiết lộ với ai về cái việc mình YouTube, rồi về kể cả cái lúc mà những cái lúc mà mình sẽ khó khăn nhất. Thì đây là một cái talk show mà mình trải lòng nhất, xỉn nhất. Maybe là tại vì xỉn của anh nó mới dễ trải lòng. Minh Hà rất là mong là Bad Story đã có thể phát triển lớn mạnh hơn. Và tất cả các bạn hãy cùng nhau ủng hộ kênh YouTube Dustin On The Go để có thể ủng hộ Bad Story có thể có nhiều chương trình hay và hấp dẫn hơn để phục vụ mọi người nhé. Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Dustin On The Go.